Anh có đi dự hội thảo thì không đó? Đáng lẽ là sếp lớn đi, nhưng mà chiều hôm qua sếp bị bệnh nên anh mới phải đi đột xuất. Anh mà lén phén với cô nào á là không xong với em đâu nha. Yes, madam. Trời ơi, mỗi lần em lên cơn ghen em đập đồ tùm lum hết. Anh thì vừa tiếc tiền vừa tiếc của nữa, tiếc ghê lắm đó. Thôi anh đi đi. Anh đi nha. Dạ. Em. Em. Thả anh ra. Ây da. Em. Phòng khách mà, người ta nhìn thấy thì kỳ lắm. Em, phòng khách mà. Ê, anh nghe mùi gì vậy? Mùi gì? Không biết mùi gì nữa. Em có nấu đồ ăn không? Hả? Chết rồi, nồi thịt của em. Trời ơi, tắt. Vậy là khét hết nồi thịt kho của em rồi. Để thử coi. Không sao, vẫn còn ăn được mà. Mấy hôm nay anh bị tra tấn, ăn toàn đồ ăn dở không à. Đến bây giờ thêm bữa nữa có nhầm nhò gì đâu. Anh thiệt là quá đáng, cứ về bất tử lúc em đang làm trong bếp. Hình như anh không hứng thú lắm với buổi tiệc chiêu đãi này. À, không có gì đâu, tôi đang suy nghĩ một chút chuyện thôi. Tôi là Thùy Linh, làm việc ở hãng Musta. Ừ. Còn anh tên gì thì tôi đã biết sáng nay rồi. Phần thuyết trình của anh khá tốt đó. Trong cuộc đời tôi lần đầu tiên có một người phụ nữ đẹp khen tôi như vậy. Anh cũng biết nói những lời hoa mỹ. Nào, chúng ta hãy uống cạn vì những người xa lạ do công việc mà gặp nhau nơi đây. Mời. Anh có muốn trốn đi không? Đi trốn? Tôi muốn trốn khỏi sự săn đón của vài người. Ở đây ồn ào quá, mà ở ngoài kia thì biển đêm rất đẹp và yên tĩnh. Được thôi. Thì xa là cơn mơ, giữa sương còn long lanh, dưới màn sương đêm nhìn lên phía sau kia lấp lánh bóng hình anh. Hôm qua còn đêm mình cùng nhau dạt bay sống trong mơ, giấc mơ đó đã trôi về đâu cũng có lòng như trước đây. Tình yêu em dám chắc không quay lại. Mình về không? Cũng không làm vỡ trong anh biết bao nỗi buồn. Một cơn ác mộng. Trong góc tối âm thanh dường như lắng đọng, bởi anh là người luôn nói tiếng yêu em trong màn đêm tối. Ai kia dường như thét gào khóc than, trần gian như ai kêu oan. Tạm biệt anh. Sẽ tan màn đêm lạnh lùng, nỗi đau rồi chẳng thể bôi xóa đâu. Giờ chín đã thế. Anh mà không gặp em thêm một ngày nữa chắc là anh điên lên mất. Hèn chi anh giữ như cọp vậy đó. Em có thích vậy hay không? Còn tùy trạng thái à nha.
Em không thích bị bỏ bê lâu ngày đâu à nha. Tối ngày cứ ra vào với bốn bức tường trống, chẳng nói được một câu tiếng người nào, buồn muốn chết. Em, vậy tụi mình có con nha. Có con hả? Mà chuyện học sắp tới của anh thì sao? Việc bận ngập mặt thế này làm sao mà học được. Và lại anh muốn tụi mình có con sớm để còn ổn định. Mà anh nhắc hoài à, anh không thể nào mà tham lam được cả hai cùng một lúc được. Nếu tụi mình quyết định có con á, anh phải có thời gian giúp cho em để chăm sóc cho con chứ. Mình em xoay sở sao mà được. Được không? Vậy thì mình tiến hành ngay nha. Thôi, mới vừa mà. Kệ, anh muốn vậy mà. Em không ngủ được hả? Linh à, anh vẫn có thể là... Anh đừng nói điều gì hết. Không có gì là quan trọng trong câu chuyện của chúng ta đêm qua. Nếu không muốn nhớ đến thì anh cứ thoải mái mà quên đi. Và em cũng vậy. Tốt nhất anh nên rời khỏi phòng em trước khi mọi người thức giấc. Anh hả? Alo, em hả? Em đang muốn phát điên lên nè. Dù có bận rộn cỡ nào thì cũng phải gọi điện về báo cho em biết một tiếng chứ. Tối hôm qua anh có một buổi tiệc chiêu đãi. Anh say quá nên ngủ quên thôi. Anh đang nói dối em đúng không? Em có thôi đi không? Lúc nào cũng vậy hết á. Có một giấc mơ rất xấu. Vậy á mà mẹ làm con giật mình. Con không ngờ mẹ còn mít ướt hơn con nữa. Nhỏ này, đi rửa mặt đi. Mẹ xuống làm đồ ăn sáng cho con nha. Dạ. Em ơi, em à, Thiền Thanh. Ba về. Ba. Con khỏe không? Ba nhớ con quá hả? Ba ơi. Mẹ bệnh rồi đó ba. Mẹ bệnh?
Dạ. Thôi được rồi, con học bài tiếp đi. Để ba qua bên phòng mẹ coi. Dạ. Em à, em thấy trong người thế nào rồi? Anh xin lỗi, đêm qua anh không nghe máy, chỉ vì anh uống say quá thôi mà làm em phải lo lắng như vậy. Cậu Thắng phải báo cáo ngay liền cho tôi nghe. Dạ. Alo, anh nghe nè. Anh đang lấy xe chạy qua em liền nè. Giờ anh mới tới bãi giữ xe hả? Kỷ niệm một năm ngày cưới của anh hay ghê ha. 10 phút nữa anh không có mặt là em off tiệc luôn đó. Anh xin lỗi, anh sợ em chờ lâu nên không kịp mua cái gì hết. Để lần sau anh bù lại ha. Anh nghĩ là em cần quà tặng hả? Cái mà em cần là ý nghĩa của ngày hôm nay nè. Anh nhìn lại anh kìa, đầu tóc, trang phục, không ra gì hết á. Đêm hôm qua, anh nói với em là muốn hâm nóng cảm xúc. Như vậy có hâm nóng được không? Em đừng có như vậy. Dù sao, anh cũng đã ngồi đây rồi. Như vậy không quan trọng hơn hả? Vấn đề là mình dành tình cảm cho nhau đó em. Đừng vì sơ suất của anh mà làm cho buổi ăn mất vui, hay em? Đúng đó, em cảm thấy mất vui rồi. Thôi, em về đây. Vậy đúng là cô ấy không muốn gặp mình nữa rồi. Mình đúng là ngốc. Sự diệt tình của cô ấy chẳng qua chỉ là một phút nông nổi ham muốn nhất thời thôi. Nhưng mình không thể không nghĩ đến cô ấy được. Trời đất ơi, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là đừng có đọc truyện tranh nữa. Nhìn anh cầm cuốn truyện tranh mà em tức à. Cứ như lấy thằng nhóc làm chồng á. Tưởng anh đi tập thể dục buổi sáng, ai về đâu anh lén ngồi trong toilet đọc cả tiếng đồng hồ. Bó tay với anh luôn. Là bực bội quá đi. Lâu lắm rồi á anh mới ngó đến chuyện chứ bộ. Hôm bữa thằng Tý nó qua chơi, nó để quên, cái anh nhìn thấy. Cũng hay hay ha, anh đọc thử thôi. Xạo hả? Anh đừng có làm mất hình tượng trong mắt em nữa nha. Ngày còn yêu nhau, họ đến cuốn tiểu thuyết nào anh cũng lầu lầu. Đọc sách kinh tế thì dày gãy cả tay. Giờ thì sao? Chỉ thấy anh sờ vào truyện tranh thôi à. Đã vậy còn có thú vui ngồi trong toilet đọc truyện tranh nữa. Anh xem nè. Xin chào các bạn, tôi là Đỗ Minh Thắng, chức vụ trưởng phòng hoành tráng. Tôi đã có vợ nhưng chưa có con.
Sở thích của tôi là đọc truyện tranh. Càng nhiều tranh, càng ít chữ, càng tốt. Và tôi thích nhất là được ghiền truyện tranh trong toilet. Xin tất cả các bạn hãy bình chọn cho tôi. Mã số của tôi là 007. Hình ảnh của anh có phong độ chút nào không? Nè, đọc á là nhu cầu giải trí chứ bộ, đâu phải thể hiện phẩm chất con người đâu. Em nhầm lẫn khái niệm rồi đó nha. Không tranh luận với anh nữa. Em tuyên bố, nhà này hiện nay chưa có con nít thì bất cứ cuốn truyện tranh nào ở trong nhà đều là phạm luật hết á. Em sẽ dứt bỏ không thương tiếc. Chấm hết. Sao em gọi hoài vậy? Anh đã nói là anh đang đi mua quà cho con mà. Anh đang về. Alo, Thùy Linh hả? Anh đây. Em tưởng là anh quên em rồi đó chứ, nên mới bấm máy, từ chối cuộc gọi của em. Đâu có đâu, anh bất ngờ quá, cho nên anh đã bấm lộn đó mà. Mình gặp nhau một tí được không anh? Em đang muốn gặp anh đó. Anh về nói với má là em đi công tác xa, không thể về được. Anh nói má cho em xin lỗi nha. Đừng giận em nữa mà. Tối về em bù cho. Má. Má. Con. Má bệnh sao rồi má? Sao con thấy má xanh xao quá vậy? Người già đau ốm là chuyện bình thường. Con Hà nó bận nữa rồi phải không? Dạ, có lẽ bận nữa rồi. Má, má thu xếp lên với vợ chồng con mấy ngày nha má. Con sẽ xin phép nghỉ, đưa má đi khám tổng quát. Con có đứa bạn học và là bác sĩ ở bệnh viện đa khoa thành phố. Má đi nha má. Con Hằng nó chê nhà mình quê mùa phải không con? Má đừng suy nghĩ như vậy. Cô bận thiệt mà. Con đang hỏi má kìa. Má lên thành phố mấy ngày để con đưa má đi khám được không? Má khỏe mà. Má không có sao đâu. Con đừng có lo cho má. Mày đang ở đâu vậy? Làm mấy chai không? Chà, hôm nay mày rủ tao nữa chứ. Đâu, để tao đoán coi. Một á là vợ mày vắng nhà. Còn hai á, hôm nay mày đáng mặt đàn ông ghê ta. Nè, có đi không thì nói. Mày nhiều chuyện vậy? Đi sao không đi mày? Bây giờ mày về mày thay đồ đi. Ủa, tại sao mày phải thay đồ? Anh hai này hư thiệt á nha. Biết là hôm nay là ngày sinh nhật của con gái cưng mà còn dám về trễ như vậy nữa. Để em gọi điện thoại cho anh Nam thử xem sao. Ba gọi, ba gọi. Anh hả? Sao vẫn chưa về nữa? Má gọi. Alo em hả? Anh xin lỗi, anh có việc đột xuất cho nên không về được. Em chúc mừng sinh nhật cho con giùm anh nha. Thôi anh chúc bái đây. Thôi mẹ con mình liên quan đi. Ba có việc đột xuất cho nên chưa có về được. Con nghỉ chơi ba luôn. Người lớn á lúc nào cũng thất hứa. Bây giờ con sẽ thắp nến bánh kem cho Hiền Thanh nha. Chịu không? Dạ. Anh khiến cho em có cảm giác như chúng ta vừa mới chia tay hôm qua. Anh nhớ em vô cùng. Gần như ngày nào anh cũng nghĩ về em hết. Nè, nhìn cổ sexy quá hả? Mày làm tao bất ngờ đó. Tao cứ tưởng là mấy năm nay mày không nhìn ai khác ngoài Phương Hằng chứ.
Mày thấy tao giống thằng khờ lắm đúng không? Mày nghĩ tao có nên sửa sai không? Thôi đi ông bạn, tao nghĩ mày đâu phải tiếp người thích đùa với dao, đụng vô là chết liền đó. Chị đang lo lắng cho anh Nam phải không? Chị yên tâm đi, anh hai của em là một người hoàn hảo, anh sẽ không làm gì để chị và bé Hiền phải đau khổ đâu. Chị biết vậy chứ, nhưng bổn phận là một người vợ, chỉ cần mỗi khi chồng đi ra ngoài là trong lòng thấy lo lắng vô cùng. Chị lo cô nào cõng anh Nam bỏ chạy mất phải không? Cái cô này gì mà cõng với bỏ chạy chứ. Vậy là em đoán trúng tim đen của chị rồi. Anh đã nói với nhà là anh đi công tác đột xuất mà. Vậy là anh đang mắc tội nói dối. Chuyện này trước đây anh chưa từng làm. Từ thổi sinh viên cho đến bây giờ, anh chưa có từng ở bên người đàn bà nào khác ngoài vợ anh. Em là người đầu tiên đó. Có thiệt không đó? Hay anh đang muốn làm cho em cảm động? Vậy còn gia đình của chúng ta, những kẻ đang chơi trò ngoài khuôn khổ như vậy, chẳng lẽ anh cũng đang sống trong một cuộc hôn nhân thiếu nghiêm túc? Đơn giản, anh chỉ muốn cho em thấy tình cảm của anh dành cho em, đó là sự thật. Tốt nhất khi chúng ta đến với nhau, hãy thoát ra khỏi hiện thực như vậy, cả hai sẽ thấy thoải mái hơn. Dạ ha. Em đố anh, em đang muốn cái gì? Đói bụng quá nè. Ăn anh nha. Anh. Chào vị đẹp, mời em ngồi. Chào em. Chào anh. Dạ mời chị á. Cảm ơn. Lâu quá sao không thấy các anh. Mời em, đây là Thắng, bạn của anh. Anh cũng tới đây được một vài lần, nhưng mà tới tận hôm nay anh mới thưởng thức được hết tài nghệ đó nha. Còn đây là Minh Hương, người mà lúc nào cũng làm cho đàn ông điên đảo. Anh đừng có nói quá, kẻo anh bỏ chạy bây giờ á. Em ngồi dạ. Kế bên anh như vậy á, làm sao mà anh chạy được. Vô uống đi. Vô uống đi em. Anh sao vậy, có sao không? Ê, tao đi toilet một chút xíu. Em cứ kể nó đi, không sao đâu. Không sao, anh vô liền. Dạ mẹ. Khuya lắm rồi đó, con ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa. Bộ ba về rồi hả mẹ? Ba không có về, ba đi công tác đột xuất, mấy ngày nữa mới về lận con à. Mẹ cho con sang ngủ với mẹ một đêm đi ha. Em ơi, mở cửa cho anh đi. Anh về rồi nè, mở cửa. Mở cửa đi. Em ơi anh về rồi nè. Ủa, em ngồi đây làm chi vậy? Nè, giận anh hả? Giận cái mặt sương ngủ à, xấu quá. Em, anh không thích nằm ngoài đó đâu. Anh xin lỗi em mà. Buông ra, sao anh không đi luôn đi? Nhìn mặt anh là tôi thấy ghét à. Tôi chán lắm rồi, tôi muốn ly dị. Em nói cái gì? Em muốn ly dị hả? Bộ em hết chuyện giỡn rồi sao? Tại sao em lại có ý tưởng kỳ quái như vậy hả? Tôi không giỡn, anh còn hỏi tại sao hả? Tại vì tôi không thể chấp nhận một người chồng nhỏ tính, nhỏ mọn như anh được. Em khiến anh phải khổ sở. Khi anh đi về một mình, anh phải nói dối với cả nhà là em đi công tác. Em không chia sẻ với anh mà em còn nói vậy là sao? Bộ em nghĩ anh không biết buồn hả? Anh cũng là con người thôi, chứ không phải là sỏi đá đâu. Ra là vậy. Việc anh đi bất tử từ sớm tới đêm là cách anh trừng phạt tôi đó phải không?
Em cứ suy diễn nặng nề vậy để làm cái gì hả? Tôi suy diễn hả? Nếu nhanh giận dỗi gì thì anh phải nói ra chứ. Tại sao tôi gọi anh tắt máy? Khác nào là anh đang coi tôi như là của nợ của anh. Anh ngắt cuộc gọi của vợ. Anh có biết anh làm như vậy là làm nhục tôi đó. Em đừng có nói quá lên như vậy. Tóm lại, em bình tĩnh đi. Là tôi muốn ly dị. Cảm ơn cô vì điều gì? Con cảm ơn cô vì đã cho con đi chơi ở đây. Cô ơi. Hả? Bây giờ hả? Trên người con từng cm đã được mẹ con mua bảo hiểm hết rồi. Wow. Dạ. Bây giờ chỉ cần bà la con thôi là phải bồi thường thiệt hại trong tinh thần nhỏ bé của con. Trời. Thôi được rồi, cho cô xin đi. Cho cơm và đồ ăn vào lò vi sóng, đừng chờ. Alo. Alo mẹ hả, con nè. Mẹ nghe đây, con đi chơi có vui không? Dạ, ở đây có nhiều chuyện vui lắm. Để con... Alo. Sao con? Hiền Thanh. Hiền Thanh hả? Hiền Thanh, con còn ở đó không? Mình đi em. Alo, Hiền Thanh hả? Con còn ở đó không? Hiền Thanh. Alo, Hiền Thanh. Con còn ở đó không vậy? Hiền Thanh hả? Alo. Alo. Con sao vậy Hiền Thanh? Tự nhiên con đi đâu vậy? Con có biết mẹ lo lắng lắm không? Con không sao. Giọng nói của con sao vậy hả? Tại tự nhiên con thấy đau bụng. Thôi nha mẹ, con đi giải quyết nỗi buồn nha. Ừ, vậy thôi, mẹ cúp máy nha. Ê, 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 chạy xe cái gì mày? Bỏ đuôi hả? Dạ. Đi đường xong nhìn gì hết trơn hả? Xin lỗi hả? Xin lỗi. Nhìn cái gì? Alo, em hả? Em đã về nhà chưa? Em đi gặp bạn cũ. Đi ăn, rồi đi karaoke luôn. Anh cứ khóa cửa trước đi nha. Em không về vì giận anh hả? Em không có thời gian để nghĩ cách giận chồng đâu. Em vẫn cứ bảo lưu ý kiến ngày hôm qua. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ về lời đề nghị của em đi. Nếu anh thấy anh không có lỗi á, không có gì cần thay đổi, thì chúng ta chia tay đi. Hiền Thanh ơi, con ngủ chưa? Oh,
Đi rồi, để tôi làm cho. Không được, anh ngồi im giùm em đi. Em xin lỗi nha. Để em, tại vì em mà. Anh đừng có bao giờ làm như vậy nha. Khách sàm sỡ các vũ công là chuyện bình thường thôi mà. Biết gì vậy, sao em vẫn theo? Vì kiếm tiền thôi. Anh đã thấy em dứt trả lại tiền cho nó mà. Tại vì hắn quậy quá thôi, chứ ai cho tiền em cũng nhận hết. Em sống bằng nghề này mà. Anh có khinh thường em không? Anh sao lại ra nông nổi này? Ờ... Trời ơi, bầm tím hết rồi. Anh có còn bị thương ở đâu nữa không? Không không. Anh vô phòng đi, em xuất thuốc cho. Anh có chuyện gì vậy? Anh nói em nghe coi. Tại sao anh lại ra nông nổi này? Anh không sao đâu, nhậu say quá, đành dè cho đám thanh niên. Tụi nó ra tay với anh thôi, nhưng mà anh chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, không sao đâu. Đúng là cái lũ mất dạy mà. Mà anh đi báo công an chưa? Thôi bỏ qua đi, anh muốn nằm nghỉ một tí đó. Để em đi nấu cho anh tô cháo nha. Anh ăn xong sẽ khỏe mà. Vậy ăn chút cháo đi anh. Mình xí xóa nha. Em biết lỗi rồi. Anh đừng có nhậu nhẹt như vậy nữa, em sợ lắm. Sao anh không nghe điện thoại của em? Anh quá mệt mỏi vì cách kiểm soát của em như vậy. Em vừa phải thôi. Em điện thoại cho anh nhiều như vậy là gì? Lý do gì em nói đi. Con của anh suốt từ chiều hôm qua tới giờ, nó như một người khác, nó như một người mất hồn. Hiền Thanh ơi, con sao vậy? Con muốn nói chuyện với ba. Ba ra ngoài đi. Ba cần nói chuyện với con. Ba biểu con ngồi vậy. Ba cần nói chuyện với con. Con muốn nói chuyện với ba mà. Ba ra ngoài đi. Con không muốn nhìn thấy ba gì hết đó. Ba ra ngoài đi. Con về cho em. Con về chưa? Mấy bữa nay con nó cứ về trễ hoài à. Em lo quá à. Sao em không đón con thử xem coi thế nào? Em có nói đó chứ, nhưng con nó không có chịu. Nó nói nó lớn rồi, làm như vậy nó xấu hổ với bạn bè lắm. Anh cười cái gì chứ? Tối hôm qua em chưa có hỏi tội anh đâu nha. Nói thiệt đi, đêm hôm qua anh đi nhậu với ai? Hả? Em hỏi đêm qua anh đi nhậu với ai? Ờ, anh nhậu với thằng Điền đó. Nhậu với thằng Điền mà lại trả lời ấp úng như vậy sao? Em không có nhỏ mọn như anh nghĩ đâu. Anh đi nhậu với anh Điền, tuy là em không thích, nhưng anh cũng có bỏ được anh Điền đâu. Vậy mới ngoan chứ. Anh mà lừa dối em á là em cắt luôn á. Nè, em mà cắt của anh rồi á, lấy gì làm cho em vui? Anh này cái bậy không ạ. Thưa ba mẹ, con mới đi học về. Hiền Thanh, con ngồi dậy, ba cần nói chuyện với con. Ba nói con nghe không hả? Ngồi dậy. Có chuyện gì ba nói đi. Sao tự nhiên con có thái độ hổng với ba như vậy? Mấy ngày nay ba để dành thời gian cho con bình tâm lại. Ba nghĩ bây giờ đã đủ thời gian cho con suy nghĩ rồi. Ba hỏi con nè, tại sao
con có thái độ kỳ lạ như vậy chứ hả? Thì tại con muốn dạy. Con khổng lão hả? Anh có việc gì anh từ từ nói, anh bình tĩnh lại đi. Em lo là con nó bị stress vì chuyện gì đó. Em chỉ khéo tưởng tượng thôi. Ngoài kia có biết bao nhiêu đứa trẻ thiếu thốn chứ mà có bị stress đâu. Con nó bị như vậy là do em chiều chuộng một cách thái quá đó. Anh phải bình tĩnh nhìn nhận sự việc chứ. Cách đây chỉ mới một tuần thôi, con nó vẫn bình thường mà. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra, tác động rất mạnh vào tâm lý của nó. Em nghĩ là vợ chồng mình nên đưa con đi khám coi nó làm sao. Vì không cần làm á thì em lại càng kẹt từng giây vậy. Nè, anh đang móc máy ai vậy? Em đang bàn gì của con? Sao anh lại nói bóng gió qua chuyện của em? Anh coi lại mình đi. Mỗi ngày anh dành cho con bao nhiêu thời gian hả? Anh có biết con thích gì, ghét gì, ước mơ gì không? Thời gian gần đây anh còn đi dữ hơn nữa. Mỗi lần anh đi công tác xa, liên lạc với anh thật là khó khăn. Anh đâu có cần biết mẹ con em sống chết như thế nào đâu. Anh cứ đem một cục tiền về nhà là hết trách nhiệm đúng không? Em dám ăn nói với chồng như vậy hả? Tôi vô trách nhiệm với gia đình này à? Vậy em nói đi, ở nhà ngoài hai bữa cơm ra em làm được cái gì? Em giáo dục con như thế nào? Em nói đi. Em không nghĩ làm anh sợ đến như vậy đâu. Em sợ anh quên cái hẹn của em cho nên em phải tới đây cho nó chắc. Đâu có, tại công việc lu bu quá mà. Ừ, thì bởi vậy em mới tới đây. Ủa, cậu đang có khách hả? Lát nữa sang phòng tôi có chút chuyện nha. Dạ. Nè, em xuống dưới đó đi. Khi nào xong việc, anh alo cho em. Em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ em lắm. Anh hiện đang bị mất phương hướng trong chính ngôi nhà của mình. Vợ anh thì ghen tuông, còn con của anh thì trở nên hỗn láo vô cùng. Sao anh biết nhà em? Anh yêu em, những gì thuộc về em anh đều biết hết. Em không muốn gì mối quan hệ của chúng ta mà gia đình anh đổ vỡ. Em sẽ là người tình bí mật của anh, sẽ ở bên anh, em sẽ không đòi hỏi gì hết. Thùy Linh à, anh cảm ơn em. Giờ anh nên về đi, đã khuya quá rồi. Anh yêu em. Với em cho rõ về mối quan hệ của chúng ta. Thôi mà, hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của em á. Vậy hả? Ừ. Anh xin lỗi,
anh không có quà gì cho em hết. Anh chính là món quà tuyệt vời nhất mà đến năm 24 tuổi em mới có được. Cùng ly nha anh. Chúc mừng sinh nhật em. Một ly thôi nha. Anh. Đủ rồi em. Một ly nữa thôi mà. Đủ rồi. Ly này em cảm ơn số phận rung rủi cho em gặp được anh. Anh nói đủ rồi. Ly này em muốn có anh ngay bây giờ. Anh biết rồi. Nhưng mà anh muốn Hương nè. Anh Hương nè, anh muốn tới đây để nói rõ. Anh Hương. Hương. Mình bị điên mất rồi. Mình về nhà cô ta, định nói phải trái rằng mình không đáp lại tình cảm của cô ta. Nhưng trong cuộc mình lại ngủ với cô ta. Nhưng rõ ràng cô ta đã chuẩn bị từ trước. Mình thật là ngu ngốc quá đi. Mình sẽ chết mất nếu như Phương Hằng phát giác ra điều này. Cậu sẽ không thể chịu đựng được và sẽ đòi ly hôn. Trời ơi, điên mất. Mình làm sao có thể đánh đổi Phương Hằng lấy người đàn bà đó. Ngồi đây đi. Em mới vừa rời khỏi một gã đàn ông phải không? Anh không có sai. Em rước đàn ông về nhà là không có được đâu à. Anh có đàn bà thì được, còn tôi không có đàn ông thì được à? Tôi đang phấn đấu để được bằng như anh đó. Tôi làm những điều mình thích, hưởng thụ những điều mình muốn. Em giỏi lắm. Nếu em muốn làm những gì mà mình thích, hưởng thụ những gì mình muốn. Buông ra. Buông ra. Buông ra. Buông ra. Đã lâu quá rồi, em còn tuyệt vời hơn trong trí tưởng tượng của anh rất nhiều. Không ngờ trong anh vẫn còn chứa đựng cảm xúc về tôi. Sau bao nhiêu năm kinh nghiệm tình trường, anh vẫn vậy, chẳng tiến bộ chút nào. Em đang cố tình chọc tức anh đó hả? Cảm giác của em đối với anh như thế nào anh biết chứ. Em hãy bỏ qua mọi chuyện. Chúng ta bỏ qua cho nhau để sống lại với nhau như ngày xưa. Nghe em. Bát nước đã đổ đi rồi thì làm sao mà lấy lại được. Anh cũng là người học rộng lắm mà. Nếu em đã nói như vậy rồi thì chúng ta ly dị đi. Ly dị? Không bao giờ. Nhìn anh như vậy tôi thấy thích hơn nhiều. Tôi sẽ không ly dị. Không bao giờ. Tôi thích cái kiểu sống như hiện nay. Cảm ơn anh đã tạo cho tôi có một cuộc sống tình cảm thật sự, thật sự là phong phú. Anh đã đi làm chưa? Hôm trước em lo cho anh lắm. Ủa? Sao hôm qua anh ngủ ghế sofa vậy ta? Tối hôm qua em về lúc mấy giờ? Sao anh không nhớ gì hết? Anh tắm cả trong bia rượu như vậy, làm sao mà nhớ được? Đàn ông á cũng có lúc phải nhậu nhẹt chứ. Em muốn anh không nhậu nhẹt á, cứ để anh mặc váy đi ra đường nha.
Anh mặc váy có lẽ đẹp hơn đó. Cái vẻ bê bết, nằm co quắp trên sàn nhà, người thì nồng nặc mùi rượu. Chú lấy chú lè. Thôi, được rồi, anh xin lỗi. Nè, bây giờ anh đi làm đây, không thôi trễ đó. Hôm nay anh có một cuộc gặp khách hàng quan trọng lắm đó. Anh đi nha. Chú, chú đi đi chú. Lên xe đi con. Minh Hương hả? Dạ. Anh bận quá. Anh vẫn còn ở công ty chứ? Em tới thăm anh được không? Tiếc quá, anh vừa mới ra ngoài rồi. Vậy hả? Nhưng mà em thấy không phải như vậy đâu. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Mình đi em. Ra đây. Anh sợ gặp em đến như vậy hả? Không phải, anh cũng bận lắm. Nếu em không đến anh cũng đi à? Anh vừa phải điện thoại quản cuộc hẹn về em đó. Nhìn mặt anh lúc anh nói dối dễ thương thiệt đó. Nhưng mà em vẫn vui vì điều đó. Em cứ sợ từ sau cái hôm gặp anh nên tâm trạng của em á, sợ sẽ không gặp được anh nữa. Anh Thắng. Em. Chị đây là... Vợ tôi, Phương Hằng. Chào chị. Vậy à, chào chị. Tôi là Minh Hương. Tôi là bạn đối tác của công ty anh Thắng. Tụi tôi mới vừa họp xong. Chào anh. Cảm ơn vì đã hợp tác. Anh nhớ lịch hẹn làm việc nha. Chào chị. Em. Anh nè, em thấy cô ta quen quen. Sao quen được? Người ta ở Hà Nội mà, mới vô đây công tác thôi. Anh có vẻ rành về cô ta quá ha. Thôi mà em, anh mới vừa họp xong, anh mệt dữ lắm. Nè, đừng có đa nghi bậy bạ nha. Đi. Nè. Nè. Cô Thế Giới. Mày đứng đây mà nè. Mũ thối quá à. Đâu vậy chồng? Cô Thế Giới. Chồng. Chào bà chết rồi. Thôi. Thôi. Thôi đi. Còn có chừng á. Tới kịp chạy đi lên. Chạy lên Hân. Chạy lên. Leo lên để Hân đẩy cho. Chạy lên Hân. Lên hắn. Alo. Sao? Được rồi, tôi tới liền. Làm việc xong anh đến công viên ở bờ sông. Em đang ở chỗ bờ sông nhé. Hôm nay công ty anh có buổi tiệc liên quan, do mới ký được hợp đồng béo bở. Xin phép em yêu cho anh về trễ tí nha. Chào anh. Dạ, chào anh chị. Tôi là ba của cháu Hiền Thanh. Mời anh ngồi. Hiền Thanh à, có chuyện gì vậy con? Xin lỗi cháu bị gì vậy anh? Thời gian gần đây có những vụ trẻ em hành hung những người phụ nữ mà không cần biết lý do là gì. Trong đó có con anh chị. Cả hai đã viết tường trình là cố ý hành hung một phụ nữ. Theo cháu kia, người phụ nữ đó đã cặp bồ với ba chúng, còn bé Hiền Thanh chỉ tham gia giúp bạn thôi. Ừ.
Lâu lắm rồi em mới có được cái cảm giác thoải mái như vậy. Minh Hương à, em biết anh muốn nói cái gì rồi. Anh muốn chấm dứt với em, đúng không? Ok, anh muốn chấm dứt, đó là chuyện của anh. Còn em muốn tiếp tục, đó lại là chuyện của em. Nhưng Minh Hương à, anh không thể làm tổn thương em được nữa. Anh càng không thể lừa dối vợ anh được nữa. Em hiểu anh... rồi. Anh về đi. Lúc nào cảm thấy ngột ngạt bực bội thì anh tới tìm em. Anh về trước đi. Anh cảm ơn em. Từ nay, nếu con muốn sống trong cái căn nhà này thì phải chấm dứt ngay những chuyện này, hiểu chưa? Còn cô nữa, suốt ngày chỉ nghĩ lung tung không à. Chỉ có một đứa con gái mà cũng không quan tâm chăm sóc cho nó được nữa. Bây giờ nó thành bất trị rồi kìa. Lỗi này do cô đó. Cô còn khóc lóc gì nữa? Tôi chán cái căn nhà này quá rồi. Tôi quá chán rồi. Đâu? Con cũng chán cái căn nhà này lắm rồi. Con chán vì con là con của ba đó. Ba không có đủ tư cách. Con nói gì hả? Mẹ con đâu? Còn mẹ nữa. Mẹ định ngốc nghếch như vậy tới chừng nào chứ? Suốt ngày mẹ chỉ có khóc lóc ghen thương như vậy. Như vậy á cũng không làm được gì đâu. Mẹ có biết không? Mẹ tỉnh lại đi. Thôi đi con. Mẹ tỉnh lại đi mà. Thì Thanh, anh đã làm cái gì vậy? Anh nói đi. Đêm nay anh ở lại đây với em nha. Không được, anh phải về. Anh chê em là gái nhảy nên khi dễ em phải không? Anh đừng có né tránh em như vậy, em không chịu nổi đâu. Minh Hương, Minh Hương. Liệu có phải chỉ là quan hệ công việc không? Vũ nữ Minh Hương, một trong những vũ công hot nhất trên sàn múa bụng tại quán bar Sóng Xanh. Tao thấy mày cần phải chấm dứt gặp cô ta. Chấm dứt? Nhưng mà bằng cách nào? Cái thằng này, mày bao nhiêu tuổi rồi mà mày hỏi tao câu đó hả? Đến giờ tao chia cô một người, người đó là vợ của tao, nhưng lại dính chặt vào Minh Hương. Tao vừa thấy cổ tội nghiệp mà vừa sợ cô ta. Tao cũng thua rồi. Cảm xúc luôn được con tim lên một nơi.
chẳng thấy nơi đâu xung quanh mình giải thoát. Em qua cơn mơ màng trong lúc em cô đơn tuyệt vọng. Mình lên từ trong em thì xa là cơn mơ. Giữa sương còn long lanh dưới màn sương đêm. Nhìn lên phía sau kia lấp lánh bóng hình anh. Hôm qua còn bên nhau mà không lẽ ao giấc ấy sống trong mơ. Giấc mơ đó đã trôi về đâu cũng có lúc như trước ta. Vì đi em dám chắc không quay lại. Giọt nước mắt đắng cũng không làm vơi trong anh biết bao nỗi buồn. Một cơn ác mộng ngồi trong góc tối âm thanh dường như lắng đọng. Bởi anh là từ luôn nói tiếng yêu em trong màn đêm tối. Ai kia dường như thét ca không thương ngần. Trần gian như ai kêu oan gọi tên anh sẽ tan màn đêm lạnh lùng. Nơi đâu rồi chẳng thể buồn xóa đâu. Giờ chiến đã thế không sao làm anh. Alo, em hả? Anh đây. Được rồi, anh đến liền. Vậy nha. Em à, anh có việc phải đi gấp, em ăn cơm trước đi. Chồng hay với bồ á, 10 cô á thì có hết 8 cô là đem mái tóc mình ra xử. Nói chung á là không làm gì được nó thì đem mái tóc mình ra bầm dập. Chú chạy nhanh nhanh giùm, bám theo chiếc xe màu đen đó. Anh nhớ em quá. Thùy Linh à, anh xin em hãy nghĩ lại. Anh không thể nào sống thiếu em được. Em cũng xin anh, đừng để em thấy mình càng khốn nạn hơn nữa. Em không xứng đáng hưởng bất cứ tình cảm chân thành của một ai. Em chấp nhận mối quan hệ với đàn ông chỉ vì em muốn trả hận. Em muốn quay lại vì em không muốn mình phải trả giá đắt hơn nữa. Em nói là quan hệ với đàn ông chỉ để trả thù thôi sao? Nhưng với anh thì phải khác chứ. Không, anh cũng vậy. Anh cũng như bao người đàn ông khác. Em đã khiến cho anh rời khỏi người đàn bà đã hết lòng yêu anh. Alo, cho hỏi anh có phải là người nhà của chị Minh Hạnh không ạ? Đúng vậy. Chị ấy vừa mới bị tai nạn đó anh ơi. Anh nói cái gì? Mẹ, 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 mẹ có sao không mẹ? Cô mẹ ơi, đề nghị gia đình không được làm ồn. Bác sĩ à, bác sĩ, giờ tôi phải sao vậy? Sức bình tĩnh. Cô ấy đang mất máu, chúng tôi đang tập trung cứu chữa. Bác sĩ à, làm ơn cứu cô ấy giúp tôi, cố gắng giúp giùm tôi nha. Dạ dạ, chúng tôi sẽ cố gắng, anh cứ ngồi chờ. Dạ. Con
con à, bình tĩnh đi con. Tất cả là tại ba, tại ba với người đàn bà đó nên mẹ con mới ra nông nổi đây nè. Hiền Thanh à, tại ba đó. Ba xin lỗi con, ba xin lỗi con mà. Bình tĩnh đi con, nghe lời ba, bình tĩnh đi, mẹ con không sao đâu. Alo. Alo, Hằng phải không con? Dạ, con chào má. Má chưa ngủ hả? Ờ, má chưa ngủ, tự nhiên sao má thấy sốt ruột quá à? À, má điện thoại cho con nè. Vợ chồng con sao rồi? Dạ, vợ chồng con vẫn vậy. Anh đi tới giờ này vẫn chưa về đó má. Cái thằng thiệt hết sức luôn à. Thiệt á, giờ này mà nó chưa giác xác về làm sao? Được rồi, má sẽ cho nó biết tay. Nó tưởng là nó lớn xác, nó có vợ rồi, má không dám làm gì nó hả? Con nghĩ là ảnh đã cố gắng dứt khoát với cô ta, nhưng mà cô ta thì vẫn chưa chấp nhận. Vậy á, còn con thì sao? Chừng nào con mới cho nó làm quà đây? Dạ, con sẽ cố gắng. Ừ, má biết á, là khó. Nhưng mà nếu con á, lạnh nhạt, căng thẳng với nó lâu quá thì sẽ tạo cơ hội cho người khác lợi dụng đó. Dạ, con biết rồi má. Con chào má. Ừ, đi ngủ đi con. Mới sáng sớm ai đã quấy rối vậy? Ủa, má hả? Ừ, má chứ còn ai nữa. Trời ơi, ngủ cái gì mà ngủ dữ vậy? Con ngủ say quá, nghe tiếng chuông mà cứ ngỡ như trong mơ vậy đó. Đêm qua má gọi cho con xong rồi á, má sốt ruột má ngủ không có được, nằm chờ tới sáng luôn à. Rồi má chờ chuyến xe sớm nhất á, má lên đây liền à. Anh Thắng. Ủa, xem đến đây. Anh đã nói rồi mà, chúng ta... Em không muốn nghe anh nói câu đó nữa. Em không muốn chia tay với anh. Anh đã nói rồi, chúng ta nên dừng lại, ít nhất là trong thời gian này. Em hãy quên anh đi, như vậy sẽ tốt cho cả hai hơn. Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, anh có yêu em không? Có không? Em là một người phụ nữ quyến rũ, điều đó khiến anh mê muội. Nhưng yêu thì anh chỉ có một người thôi. Nếu em cho rằng anh tồi tệ, anh cũng đành chịu. Vì anh là người có lỗi, anh nên làm rõ từ lâu rồi, nhưng anh không nỡ làm điều đó với em. Giờ chuyện nó đã như vậy rồi, càng lằng nhằng thì chúng ta sẽ càng vướng vô rắc rối đau khổ. Anh phải đi về đây. Anh Thắng, anh có biết là anh khiến em đau khổ như thế nào không? Hai người đang làm gì vậy? Mình về thôi anh, em đói muốn chết nè. Anh phải đền lại cho em đó. Đêm qua anh làm người ta mất ngủ đó. Dừng lại. Được rồi, từ từ. Anh xuống xe, đưa xe cho tôi. Để anh đưa em về nhà, em nói đói bụng mà. Tụi mình đi ăn luôn ha. Còn khuya tôi mới đi ăn cùng với anh. Tôi ghét cô ta, tôi ghét cái cách không dứt khoát của anh. Anh đừng tưởng tôi tha thứ cho anh, bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy đâu. Anh xuống xe mau, xuống xe. Nè, nhưng mà em thấy rồi đó, anh cũng không muốn, muốn dây dưa đâu. Tại cũng không chịu chứ bộ, em phải hiểu cho anh. Anh nói thiệt là hay đó, tại sao anh bắt tôi phải hiểu chứ? Thiệt là ngớ ngẩn, thiệt là vô lý. Anh đi bộ mà về đi. Nè, em. Ông trời ơi, tôi xin ông, xin ông hãy phù hộ cho cô ấy tỉnh lại đi. Cô
Má, cổ về chưa má? Trời ơi, con làm gì mà như trái nhà vậy? Má ngăn cổ lại giùm con đi má. Trời ơi, Thắng ơi, con làm gì, con làm giảm gì con? Má ơi. Em Hằng. Em Phương Hằng, mở cửa đi. Phương Hằng, tha thứ cho anh đi. Anh đã sai rồi, anh lầm lạc rồi. Phương Hằng à, tình cảm của anh dành cho em không bao giờ thay đổi. Phương Hằng, mở cửa đi. Mở cửa đi. Nè. Con có gian sinh 1000 lần cũng không có tác dụng. Nó chỉ nhìn vô những hành động của con thôi. Có giữ được vợ hay không á là phụ thuộc vô con đó. Má, má biểu con phải làm sao bây giờ? Con phải chấm dứt ngay, chấm dứt hoàn toàn những cái mối quan hệ không lành mạnh. Con phải thể hiện cho vợ con thấy con đã hối hận, đã sửa chữa những sai lầm. Và quan trọng là tình cảm của con. Muốn cho người ta hiểu, con phải biết cách làm sao chứng tỏ cho vợ con thấy là con làm đúng. Anh buông tôi ra, đừng có đụng vào tôi. Em phải tin anh. Anh chưa từng yêu ai ngoài em hết đó. Yêu hả? Tình yêu của anh là như vậy đó hả? Là anh nói yêu người này rồi răng xả vào người đàn bà khác. Là khi buồn bực anh phải ra ngoài để giải quyết hay sao? Anh biết là anh đã sai rồi. Em hãy cho anh một cơ hội để sửa đổi. Dán dở rồi thì có thể hàn gắn lại. Nhưng còn trái tim của tôi thì sao? Tôi nghĩ chúng ta ly hôn đi. Đừng, đừng mà em. Anh không thể. Không bao giờ, không bao giờ anh chịu đâu. Đừng mà. Tôi nghĩ chúng ta nên tạm thời xa nhau. Alo. Alo, anh Thắng hả? Dạ, em biết rồi. Nhưng mà anh nhớ tới nha, đừng hứa lèo với em á. Dạ, em biết rồi mà. Thôi nha, bye nha. Cuối cùng thì cá cũng phải cắn câu thôi. Để coi anh chạy đường nào cho thoát khỏi cái lưới của tôi chứ. Anh, em nhớ anh nhiều lắm. Minh Hương, chúng ta phải chấm dứt mối quan hệ từ đây. Em hãy đi tìm một người đàn ông thật tử tế lo cho mình. Anh nói gì? Anh đang nói nghiêm túc đó. Lẽ ra anh phải nói với em từ lâu. Em không thể trông đợi điều gì ở anh. Bởi vì anh... Em không muốn nghe nữa. Điều đó không đúng. Anh đã không mang lại điều gì cho em tốt đẹp. Trái lại, còn làm cho em buồn, đau khổ thêm thôi. Có phải em là gái nhảy cho nên anh mới quyết định như vậy phải không? Nếu anh muốn, em sẽ từ bỏ nghề này. Em sẽ chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi. Anh nói đi, em phải làm gì? Thật sự, anh chưa bao giờ nghĩ về điều em làm là đáng khinh. Nhưng anh đã có gia đình rồi. Nếu anh kéo dài chuyện này, sẽ khiến cho em và vợ của anh đau khổ mà thôi. Hãy tha lỗi cho anh. Anh Thắng, anh Thắng, anh Thắng. Cô đừng có mắc công rình mò ở đây nữa. Loại đàn ông như anh Thắng, tôi đã tha cho về với vợ của ảnh rồi. Anh đã thú nhận và tôi cũng đã biết rõ. Đó chỉ là ham muốn nhất thời của đàn ông. Khi bị một loại gái như cô dụ dỗ, lỗi của Thắng chỉ như vết thương ngoài da, không cần thoa thuốc mà nó cũng tự khỏi. Tôi tới đây không phải vì Thắng, mà là muốn cảnh cáo cô. Sợ quá. Cô sẽ làm gì tôi? Tới lúc đó
thì cô sẽ biết. Nếu cô muốn quảng cáo cho tên tuổi loại gái bao chuyên nghiệp, đội lốt vũ công múa bụng, thì tôi sẽ giúp. Nghề của tôi là chuyên về PR mà. Nếu cô còn muốn sống để làm cái nghề này á, thì tránh xa vợ chồng tôi ra. Chào cô. Không quay lại, giọt nước mắt đắng cũng không làm vơi trong anh biết bao nỗi buồn. Một cơn nắng mộng ngồi trong góc tối, âm thanh dường như lắng đọng bấm mình là người luôn nói tiếng yêu em trong màn đêm tối. Ai kia dường như thét gào không ngừng, trần gian như ai kêu oan gọi tên anh sẽ tan màn đêm lạnh lùng nỗi đau. Chẳng thể bối xóa đâu, giờ chín đã thế. Còn sao làm anh đôi rời thế thôi. Thì anh hãy cứ xem như là chúng ta chưa từng gặp gỡ, quen biết sâu chỉ một lần. Mà người nào có hay tim em xót xa. Alo, má hả? Dạ, con biết rồi. Chiến tranh vùng vịnh đã kết thúc rồi. Dạ, khổ quá. Con không ngu gì dướng vào những chuyện như vậy nữa đâu. Dạ, dạ, con chào má. Chẳng thể bối xóa đâu, giờ chín đã thế. Không sao làm anh đôi rời thế thôi. Thì anh hãy cứ xem. Mầm móng ngoại tình hiện hữu xung quanh chúng ta. Bất kể ai cũng có thể là người tạo ra nó. Và bất kể ai cũng có thể trở thành nạn nhân của nó. Thật bất hạnh khi phải đối diện sự thật đầy cay đắng. Mình phải làm gì đây? Có buộc phải chấp nhận nó, sống cùng nó một thời gian để tìm hiểu bản chất của nó. Bạn chỉ có thể giải quyết nó nếu như đã hiểu đúng và đầy đủ về căn nguyên của sự ngoại tình. Cho dù trước sau cũng chỉ có hai con đường để lựa chọn: tha thứ hoặc không tha thứ. Dẫu biết cuộc đời hơn